Góc công nghệ xin chào tất cả các anh em. Dưới tay mình đây này là một chiếc âm ly tàu. Nhìn vỏ cực kỳ đều luôn, phòng phành. Đây, cái này là âm ly tàu. Cái này mình mua cách đây 2 năm trước. Ngày xưa chưa có điều kiện đi mua âm ly tàu về nghe loa vớ vẩn ấy. Nhưng mà đến bây giờ nó mới bị sét đánh cháy rồi. Tiện tháo ra để sửa và show cho anh em xem ngày xưa mình độ con âm ly này lên ý. Đấy, mình độ lên khá là nhiều thứ. Chung chỉ độ những cái nào độ được thôi. Còn những cái nguyên bản nó ví dụ như là từ củ nguồn này. Nguồn, sò các thứ mình để nguyên. Và những cái bo mạch điều chỉnh này mình để nguyên. Đấy, mình chỉ độ những ý thôi. Mình đã tháo hết ốc rồi. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ạ. Trong một chiếc âm ly tàu nó chỉ có thế này thôi. Bề nam rất là bé. Đây là mình chế vào thôi. Hai bề nát này mình chế vào thôi. Đây mình sẽ gỡ điện thoại xuống để cho các bạn nhìn nó rõ hơn nhé. Đây các bạn này. Đây. Mình gỡ điện thoại xuống đây cho các bạn nhìn qua này. Đây là về cái bo ấy của nó. Bo báo tín hiệu nhạc này, có đèn led này. Đây là tất cả các bo karaoke của nó này. Âm ly tàu dù mạch nước rất là sơ sài cực đều luôn. Đây là mặt mặt trước của nó nhé. Đèn này này. Cái hàng nút này. Vỏ rất là sóng sánh, rất là đều. Cái vỏ này gia công rất là đều. Bây giờ các mình tàu cho thì mình lấy, thì bán thì mình không phải mua. Biến áp nguồn này, bo công suất này, cái này mình đã thay dây nguồn của nó cũ ấy. Đẹp lắm, mình thay bằng dây này này, dây dây to hơn này. Dây này là của máy sấy tóc các bạn ạ. Mình thay bằng dây này này. Ở đây là mình chế thêm một biến áp. Mình biết cái biến áp này nguồn nó bé, nó tải loa nó yếu. Nên mình chế một biến áp nguồn khác chỉ để cấp nguồn cho quạt gió thôi. Đây, quạt gió này. Biến áp này đấu chung vào đây này. Đấu chung vào đường điện của mi khi các bạn bật âm ly lên. Đấy, cấp điện cho đây luôn, dẫn ra đây cấp điện cho quạt quạt gió các quạt gió để làm mát bao công suất. Ui, dính mà keo lên để lâu cũng long rồi các bạn. Đây, bao công suất được tản nhiệt bằng một tấm rôm như 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 này này. Như mình độ thêm sang bên này mỗi con một nhôm tản nhiệt một mặt nữa. Đây các bạn nhìn này. Bây giờ mình tháo cái này ra. Đây. Mình xoay tháo con này ra. Mình cho cái này lên trước, xong con sò ở giữa này. Các bạn nhìn nhìn đây. Đấy, con sò ở giữa này. Khi mình chạy mình chạy một đôi loa 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 tàu thôi, 5W thôi. Mình thấy con này nó nóng, mặt trên này nó nóng thì mình chế cho tản nhiệt cả hai mặt này. Các bạn nhìn này. Tản nhiệt khủng không? Các bạn nào mà có âm ly mà bị nóng ấy, sò nóng ấy, nóng đến nỗi bỏng tay cơ, thì các bạn làm như này như mình này nó mát cực luôn. Xong làm cho một cái quạt gió này nữa mát rượi thì độ bền nó sẽ được cao hơn các bạn ạ. Đây mình chế đây, nhôm không được đều cho lắm nhưng mà cũng đủ mát. Như cái này là mát nhất này, nhôm to này là mát nhất này. Đấy. Và mình thay nó bằng hai con tụ, tụ cũng khá là to đấy. Tụ này là mua của âm ly này. Tụ này là 63V 10.000 microfarad các bạn ạ. 63V 10.000 microfarad đấy. Để khi nó lên chống lên cao nó đánh nó không bị tụt áp. Tụ to hơn thì càng tốt. Mình mua hai con tụ này thôi. Âm ly này nó cũng cùi bắp mà. Lâng lên một chút thôi. Tụ cũ của nó mắc ở đây này, đây này, tụ cũ của nó đây này. Tụ cũ nó cắm cắm trong vỉ này. Nó ghi là 2.200 microfarad.
Đây là hai con 2.200 microfarad. Hai con được có 4.400. Mình thay bằng hai con tụ này, hai con tụ này nó to. Chứ nó to sẽ không cắm vào đây được, mình phải dong dây sang đây. Đi dây sang bên này. Để dây thít thít ở ngoài này các bạn. Kiếm được tụ to hơn thì càng tốt. Hai con này mình đi mua nó thì nó bị nó chém 30.000 một con tụ. Đắt ơi là đắt. Mình mua hai con này thôi. Trông tháo ra nhìn rất tồi tàn, âm ly tàu không có gì, thấy hết về cái cơ bản, nguyên cơ bản nó từ cái bo mạch này, từ cái các thứ nguồn nghiêng nó đã yếu rồi, mình chả muốn lưng sò làm gì. Để lưng sò lên thì lại phải lưng nguồn, lưng rất là nhiều thứ. Thôi độ như này nghe là thoải mái thì các bạn chống chắc hơn nhiều rồi. Đây nó chỉ chạy được những cái loa như 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 này thôi. Đây này, đây này, đấy cái loa này này, đấy đấy, đấy âm ly tàu khiến những cái loa này còn to hơn tí đó, khoảng tầm loa bát khoảng tầm 220, bát 20 này, cái bọn này á, chiến thoải mái 5W chiến thoải mái. Những cái loại loa BMB thì thôi thì phải âm ly 8 sò trở lên các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Cái này nó mới bị sét đánh hôm hôm nọ. Điện ổn nhá. Bật thì nó vẫn lên màn hình nhưng mà nó không một tiếng. Đấy. Đây này. Lúc nào cái kênh phải nó cũng đầy ắc luôn này. Đấy. Nó bị sét đánh, nó bị chập ở đâu đó. Đấy, bật lên là quạt gió nó quay này các bạn. Đấy, quạt gió chạy đây. Quạt gió là quay yếu rồi. Tập sau mình sẽ đo và kiểm tra xem nó bị chết ở đâu nhé. Còn tập này thì mình muốn show cho các bạn xem cái âm ly độ thôi. Có các bạn nào mà có một chiếc âm ly xịn hay là không xịn như này thì nếu mà sò nó nóng ấy, thì cứ chế như này theo mình nhé. Chế như này cho mình mát cực luôn các bạn ạ. Đơn giản lắm các bạn. Có gì thì cứ liên hệ góc.com nhé, góc.com nhé. Chào tất cả các bạn nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Mong em ủng hộ cho các công nghệ nhé. Xin chào.